vụ đông xuân 2023-2024, những dự báo bất lợi cho tình hình canh tác lúa. Người nông dân, ngành chức năng đã có những chuẩn bị gì? Làm thế nào để ứng phó hiệu quả? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 1 tháng 10 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.